Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test cái máy Osimaos 180 này coi nó như nào nhé. Mở máy lên các bạn giữ nguyên này nha, giữ nguyên bóp cò giữ nguyên cho tới khi nước nó ra thì ta mới xả. Con này chế độ auto tắt nha, mình nhả cò ra nó máy ngừng chạy. Cảm giác nó có vẻ mạnh hơn 500 mình đâu có công suất có 1.100W, con này tới 1.500W nào cảm giác nó mạnh hơn. Quá mạnh rồi. Đó, các bạn có thể điều chỉnh cái vòi này để cho nó ra nhiều xóa bông hơn nha. Nếu mà áp lực càng mạnh, nghĩa là tia thì nó sẽ ra xóa bông ít. Rồi giờ tháo cái này ra.
máy để tháo. Liên hệ đặt hàng hãy gọi ngay đến số điện thoại tại Hà Nội 024-3838-3456, tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3973-7777 để được tư vấn đặt hàng. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi, sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, dịch vụ bán hàng chu đáo nhất. Oshima Việt Nam, thương hiệu uy tín hàng đầu.